Giáo hội Công giáo Singapore cảnh giác về việc lừa đảo bán vé cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha Phanxicô. Ngày 15 tháng 4 năm 2024, Giáo hội Công giáo Singapore đã đưa ra những lời khuyên cảnh báo người dân về các cá nhân và nhóm giả làm đại lý có liên quan đến quá trình bán vé cho chuyến thăm sắp tới của Đức Thánh cha tại Singapore. Giáo hội khuyên người dân chỉ tin tưởng vào các trang web chính thức để biết thông tin về chuyến viếng thăm và thánh lễ của đức thánh cha trong thông cáo báo chí giáo hội singapore cho biết chúng tôi đã nhận được báo cáo về các cá nhân nhóm cố gắng lừa đảo lấy thông tin cá nhân bằng cách giới thiệu giả rằng họ có tham gia vào quy trình cung cấp vé cho thánh lễ của đức giáo hoàng Văn phòng truyền thông của Tổng giám mục cũng kêu gọi công chúng vững cảnh giác và không trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo này. Khi những kẻ lừa đảo dùng các email hoặc trang web lừa đảo người dùng Internet để lấy thông tin cá nhân hoặc bí mật của họ, sau đó có thể sử dụng chúng bất hợp pháp. Văn phòng Tổng giáo phận cũng thông báo rằng vé tham dự thánh lễ của Đức Thánh Cha nếu có sẽ phát miễn phí. Tổng Giáo phận cũng đưa ra danh sách các trang web được phê duyệt để cung cấp thông tin chính thức về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9 năm nay, 38 năm sau khi Thánh Giáo hoàng John Paul II đến thăm Singapore vào ngày 20 tháng 1, 1986. Theo các nguồn tin của Tổng Giáo phận, trong chuyến viếng thăm Singapore, Đức Thánh Cha Francisco dự kiến sẽ cử hành thánh lễ có thể vào ngày 12 tháng 9. Thông tin thêm về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ được công bố dần dần vào thời điểm thích hợp. Chuyến viếng thăm Singapore của Đức Thánh Cha Francisco sẽ là chặng cuối cùng trong chuyến tông du châu Á của ngài trong năm nay. Ngài sẽ thăm Indonesia từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 9, Papua New Guinea từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9 và Đông Timor từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9. Đức Thánh Cha đã dự kiến đến thăm Papua New Guinea, Đông Timor và Indonesia vào tháng 9 2020, nhưng chuyến đi đã bị hủy vì đại dịch COVID-19.